Mời quý vị cùng đến với một lớp tiếng Anh đặc biệt mà người học đã ở cái tuổi U60, thậm chí là 70, nhưng vẫn nỗ lực đều đặn đến lớp với tinh thần Never too old to learn English. Không bao giờ là quá già để học tiếng Anh. I am from Vietnam. Very good. Trong chàng hỗn tay nha. I am from Vietnam. Very good. Hôm nay cô có cái áo màu đỏ. Là I am from Vietnam. Very good. I am from Vietnam. Là thơm con ở như thế nào? Cảm ơn việc du lịch. Ở cái tuổi gần 70, nhưng đều đặn mỗi tuần, 20 học viên đặc biệt này vẫn chăm chỉ đến lớp. Lớp học do nhóm sinh viên, học sinh khối trung học phổ thông phối hợp với đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 12, thành phố Vũng Tàu tổ chức. Có những chữ tiếng Anh bẻ đôi không hiểu, nhưng từ hôm giờ hơn một tháng trời học, các chị đã thấy một kiến thức thật tuyệt vời, không bỏ học bữa học nào. Để các cô chú dễ tiếp cận kiến thức, các tình nguyện viên đứng lớp phải đầu tư về giáo án và linh hoạt trong cách thức truyền đạt. Khi mà đưa một từ vựng thì bọn em sẽ có thêm cả cái phần gọi là phần phiên âm tiếng Việt đằng sau đấy để các cô có thể đọc theo. Đó, tất nhiên thì những cái giờ phần giáo án của bọn em là bọn em sẽ cần phải tiết chế làm sao mà cho nó phù hợp với lại cái mức của các cô nhất. Thì cái việc mà các cô ấy rất là thích học, tại vì các cô ấy rất là gọi là rất là nhiệt huyết trong cái việc gọi là học tập ấy, đó làm bài tập rất là đầy đủ, cái điều đấy là cũng làm cho em cảm thấy rất là hài lòng, rất là vui. Mình phải đọc đi đọc lại nhiều lần á, rồi các cô có thể bắt được theo cái âm mình đang nói. Là thường thường á, em á sẽ cho giống như là những cái thứ mà nó gần gũi với tiếng Việt á, lắp cái đó vô các từ cũng như các câu để các cô chú có thể hiểu được ạ, và cần rất là nhiều sự kiên nhẫn. Với tinh thần Never too old to learn English, không bao giờ là quá già để học tiếng Anh. Sau gần 2 tháng tham gia học tập, nhiều cô chú đã nhớ được từ vựng và nói thành thạo những câu giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh. Em rất là tốt, các em rất hòa đồng, các em rất là hướng dẫn rất là tỉ mỉ. Em mà vui vẻ nè, cái gì không hiểu là mình hỏi lại, các em rất là chỉ rất là chi ly, các em nói mình cũng dễ hiểu nữa. Các bác học thật sự rất là chăm chỉ, thế nên em cảm giác là mình tuổi trẻ thì mình cần học hỏi nhiều hơn nữa. Lớp học tiếng Anh cho người lớn tuổi dự kiến sẽ được các bạn trẻ này tổ chức lần lượt ở các phường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu vào dịp hè để minh chứng rằng học không bao giờ là muộn. Nếu bạn còn đủ đam mê, nhiệt huyết thì cánh cửa tri thức vẫn luôn dang tay đón nhận.